Hello, xin chào mọi người ha. Giờ là buổi sáng, chúc mọi người, xin chúc cô dì chú bác được nhiều sức khỏe và gặp đi nhiều may mắn trong ngày ha. Rồi hôm nay thì lại như một phiên bản Hiếu sẽ cui hàng ra và Hiếu sẽ kiểm tra cùng Hiếu coi rồi nó là bình hoàng tập nó như thế nào rồi cùng khắc phục anh em ha. Thì cứ nhớ là cái đơn hàng này cũng nhập trước nè. Đơn này là của Bùi Anh Vương ở Vĩnh Tây, Phú Phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc này, đất của An Giang này. Còn đơn hàng này nhìn sau, đơn hàng này là Thanh Hà, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là gì cũng đây thì nhờ một người cháu ngang qua cửa tiệm Hiếu có dịp lên thành phố rồi gửi cho Hiếu nè. Cái này tính sau đi ha. Giờ Hiếu sẽ bung cái cục này ra trước kiểm tra đơn hàng này nha. Nói chung là cũng có nhiều đơn hàng mà Hiếu không có quay video vì lý do là không kịp á anh em, là do là đông á, mình mỗi lần mà quay video á là anh em biết rất là cực, tối ngày làm cứ phải xì vô cái camera nên là nó cũng khó lòng mà làm lắm, nên là có nhiều trường hợp cũng không có quay. Mình cảm thấy mà ngày nguyên ngày rảnh rỗi thì thể quay. Đây là máy cưa gỗ ha, Hiếu thì Hiếu hay gọi máy cưa gỗ. Và một cục sạc nữa. Sạc hàng mà đóng hàng thì lại không có một cái ne cao su hay bất cứ một cái gì để che chắn hết anh em. Đóng hàng chỗ này thì rất là nguy hiểm ha, nó dễ bị bể. Đây có một cái miếng nhựa nè, gãy từ cái gì ra này. Cục sạc thì không sao nè. Này là pin zin, qua trao đổi bên Zalo thì chắc chú ấy là pin zin rồi. Cái đường sạc pin nè, này không có gì ra nè, gãy rồi nè, tạm thời cứ bỏ qua bên đi. Vô điều khóa, bắt đầu pin pin thì lúc nào cũng kiểm tra pin trước anh em ha. Rồi áp còn có 10 12V 26 thì làm sao mà chạy được anh em ha. Rồi trước mắt là mình thấy vậy đi ha, 12V 26 không thể nào chạy được thì Hiếu cũng tự ghim cục sạc pin vô, ghim cục sạc pin vô rồi Hiếu test, rồi Hiếu sẽ lấy cái bộ pin của Hiếu ra test cái máy thử. Tại vì khách nói là lúc chạy không anh em thì Hiếu sẽ ghim cục sạc và lưu ý là đi 100V anh em ha. Ok, đang nhìn sạc á anh em. Mấy cái pin zin này xàm lắm, mà dòng thứ xài máy cưa này nữa thì bảo đảm là không có ăn thua gì đâu anh em. Chắc mấy đường là một đường là cũng hết pin rồi. Bây giờ sẽ lấy cục pin của ra pin mà để đóng cho dòng 24V này thì Hiếu hết rồi, nên bắt buộc Hiếu phải test qua cục nguồn này. Anh em cũng cẩn thận ha, âm dương cho đúng ha, để cháy cái cò của khách thì là to chuyện ha. Mà dòng thứ mấy cưa gỗ này thì lại không có có điều tóc này nọ cũng chẳng sợ anh em. Ủa, chưa lên vô 34, bây giờ thì sẽ giảm xuống cho nó còn 25V đi ha. 25V để giúp chỉnh qua cái độ bên đây trước đã, xuống còn 25V thôi, 24V là được. Rồi 25V 8 đi, 26V 59 giảm xuống tí nữa. Rồi 24V 9, 25V đi. Rồi để vậy rồi mình cũng phân biệt nè, mình phân biệt cọc nào cọc âm, cọc nào cọc dương cho nó chắc nè, để mình kẹp cho đúng ha. Đó, nó không nhảy dấu âm ở đây thì tức có nghĩa là que đỏ nè, que này que đỏ, đây là dương nè, cọc này cọc dương nè, sẽ kẹp vô đây, cọc này cọc âm nè. Rồi đồng hồ qua bên rồi mình sẽ nhìn vô cái chân trong đây, trong đây nó sẽ không ghi âm dương thì mình lật cục pin lên đó, mình lật cục pin lên mình nhìn nè, âm đây là dương, đây là âm, cái hệ cái kiểu pin nó nhét vô là như thế này đúng không, mình quyết đây vô lỗ này
thì dương là nằm ở trên, âm là nằm ở dưới đất ha. Đó, rồi mình nhớ vậy, dương mình ở trên. Rồi mình lại sạc pin tiếp. Dương nằm ở trên nè. Âm nằm ở dưới nè. Rồi. Bỏ chạy nha anh em. Mà chạy nó xàm quá anh em, nó yếu xìu à. Mà khách có nói lúc chạy lúc không nữa. Này đang hiểu đang tăng số vôn lên đó, nhưng mà thực chất ra 24V là nó phải mạnh hơn như thế này chứ nó không được yếu như thế này đâu anh em. Nhưng mà là quá nặng nè. Này hiểu đang phân vân, hiểu đang nghi ngờ là do than anh em ha. Mà động cơ này á là động cơ than nguyên khối nè. Để lát đó giờ hết chạy nè anh em. Nè, phải bóp vào là không chạy nữa nè anh em. Thì sẽ gõ thử nè. Đó, nó chạy đúng không? À, cái này là hết 99% là than, trụ than rồi anh em. Thì bây giờ á cái cách khắc phục bây giờ là nhất định là phải bung máy ra rồi. Cái thứ hai nữa là mình sẽ phải hy vọng là đúng, là than nó còn mà chỉ mà bị kẹt thôi. Đó, với đừng có bị hen rỉ nha, hen rỉ mà làm cái động cơ nguyên khối này là nó cực lắm, nhiều khi là không làm được luôn. Và cái lỗ ổ than nó lớn, nó giống như đời của 6505 hoặc là 6403 này nọ thì hoặc là 6504 này nọ thì Hiếu có thể không cần bung cái motor ra mà Hiếu vẫn thay than được ha, thì nó đảm bảo hơn nhiều. Đó, còn mà những cái hệ motor mà giống như 6501 nè, mấy cái motor nói chung là không có lỗ để mình tháo ra mà bắt buộc phải gãy cái đít lên á, là bó tay anh em ha. Đó, bây giờ cùng Hiếu, bây giờ đợi Hiếu sẽ bung máy ra, Hiếu sẽ kiểm tra rồi Hiếu sẽ nói cho anh em biết ha. Rồi, sau khi Hiếu tháo ra tới đây thì nó có hai tin, là một tin buồn và tin vui. Tin buồn á là động cơ nguyên khối. Nhưng mà tin vui á là Hiếu phát hiện ra có hai con ốc, là bảo đảm á anh em phải tháo motor mặt dưới ra, lấy thẳng cái motor ra thì sẽ có hai con bù lông con tán á, nó đâm xuyên, thì mình vỡ nó ra mình sẽ gãy được cái nắp này ra ha. Mình mở nắp này ra và khi mình mở nắp này ra thì cái mặt trụ than nó sẽ nằm ngay chỗ hai chỗ này nè anh em. Đó là mình sẽ kiểm tra và mình sẽ khắc phục được anh em ha. Cái này tháo cũng hơi chua anh em. Bây giờ chắc cùng chờ đợi Hiếu tiếp tục để Hiếu tháo mặt sau để Hiếu gỡ được cái motor lên ha. Thôi, tình hình là mình sẽ tháo cái nắp mụn ra anh em ha. Rồi anh em sẽ tháo hai con ốc này ra. Hai con ốc này chỗ này là ốc ngắn cái này thôi. Ha. Rồi anh em sẽ rút được cái motor ra. Và khi mình rút motor ra thì mình làm dấu đi. Ví dụ như nó hình thù như vậy thì một hồi mình ráp lại nó cũng y chang hình thù như thế này. Đó, mình gạch cái đường này. Để cho nó sẽ hoàn hảo hơn anh em ha. Đó, mình sẽ nhấc cái motor ra được rồi. Lúc này mình có thể lật máy chứ không cần phải tháo hết mấy cái nhông này ra anh em ha. Nguyên cái bộ nhông nó thì khỏi cần phải tháo. Rồi còn cái bộ cục này là cục reset nè anh em. Nếu mà quá tải á là anh em có thể nhấn cục này, còn không anh em có thể đấu tắt cũng được ha. Đó, mà nó còn xài được thì cứ để mà xài ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem nó sẽ cho mình tháo nè. Đó, nó có hai con ốc bu lông thập dài xuống tới đây. Đó, anh em thấy là cũng hên ha. Motor kiểu này rất là êm. Và những cái dòng motor như thế này nó ghi DC 24V nè. Cái này á anh em có thể đóng 7S anh em. Đóng 7S vẫn chạy được ha. Không nhất thiết phải chạy 25V2 đâu. À, anh em đóng 7S nó lên lấy 4,2 nhân cho 7 á. Đó, có nghĩa là 7 cell pin á thì anh em vẫn có thể chạy cho motor này được ha. Đó, thấy nó rất là chắc chắn và xịt sò. Rồi bây giờ để cùng Hiếu tiến hành tháo cái ổ than ra để kiểm tra tiếp ha. Rồi quá mừng anh em ha. Rồi thì theo như Hiếu đoán luôn là nó bị kẹt than. Đây anh em thấy Hiếu rút cái motor ra. Sẵn đây cũng chia sẻ ha, anh em rút ra anh em phải cạy cho thật đều nha anh em, cạy đều hai bên. Và nó có cái bậc đạp và nhớ là có cái lò xo chống rung lắc, chống nhẹ ra nhẹ vô đó để cho giữ cố định lại cái bậc đạp đó. Đó thì anh em nhớ cẩn thận ha, là khi rút ra cái lúc mà gãy á, đều hai bên cho cái bậc đạn mình nó đều ha. Đó chứ không thôi là bẻ bậc đạn là uổng lắm ha.
gậy là gậy cái mép này này anh em, né cái vành này ra nha, né mấy cái vành cách điện cách nhiệt này ra ha. Rồi Hiếu, rồi anh em biết tại sao mà Hiếu mừng không, là khi mình tháo ra mà cái than nó không có trô xuống dưới nè anh em thấy không, là biết là bị kẹt than rồi. Thì trường hợp này quá dễ ha, trường hợp này mà kể cả dù cho hết than thì anh em cũng có thể mua than tương tự. Rồi anh em sẽ lấy cái mũi khoan, anh em khoan doa hoặc là mài cho nó bứt cái lỗ này ra, rồi anh em khoan một lỗ nữa ha. Cái trường hợp này nó cho nó chơi giống như dập bấm IV anh em, dập IV đó, nên là rất là dễ. Cái trường hợp này là xài thiên thu luôn nè. Hiếu đang nói ví dụ mà hết than nha, đó là anh em sẽ ngoáy rồi anh em cấy cho nó một cái lỗ, khoan một cái lỗ luôn, rồi bắt một con ốc vô. Thì cái chổi than này nó có bán trên mạng, nó có cái khoen sẵn luôn, đó là mình về mình chỉ bắt ốc nếu mà là hết than đó. Hiếu nói nếu hết than ha. Ờ, còn trường hợp này nè, than là còn tầm khoảng là 80% anh em ha, nên là vẫn ok, không cần phải thay. Và cái đầu than này rất là to nên là không có gì hết anh em ha. Rồi bây giờ thì trường hợp này quá đơn giản rồi, nó chỉ khó cái lúc mình bung máy này nọ, mình nhớ ký tự để mình ráp vào thôi. Sẵn đây thì mình cũng thổi bụi thổi cát đi, cái ro to này mình rút ra luôn, mình vệ sinh cái ro to này luôn ha. Nhớ đừng có quên cái miếng này, miếng này rất lợi hại ha, nhập nó làm không có thừa đâu, anh em đừng có dục đi ha. Có cánh quạt tản nhiệt luôn, quá ngon luôn, êm luôn. Coi coi sao to, có dấu hiệu gì không đây. Ồ, cái này phải cần chích keo rồi anh em ơi. Thấy thì thấy dây đồng nó quấn cũng to thì cũng được đi, nhưng mà nó không có chích keo á anh em, nó không có bơm keo giữ cố định cái vòng này lại á, là nó khi mà tốc độ cao á, quay á, nó vũ lắm anh em ha, độ bền nó không cao đó anh em. Trường hợp mà than mà nó cứ bám lúc bám nó không, nó nóng á anh em, là để lâu á là nó sẽ để như vậy, chạy lâu á là sẽ 500 từ này sẽ bị mất lực hút luôn nha anh em, có nghĩa là giảm lực hút đi là máy mình nó sẽ yếu hoài luôn nha anh em đó. Còn cái mà để khắc phục mà lấy lại từ này thì Hiếu chưa biết, có anh em nào mà cao siêu hay là cao tay á thì có cái gì chỉ cho Hiếu ha, chứ chưa cái trường hợp mà mất từ này là Hiếu thua, Hiếu bó tay ha. Đó, còn khi ráp vô cái đầu phân biệt nó cũng dễ lắm anh em ha. Đầu này là 500 nó ngắn nè, à, để vô từ đây nhét vô nè đó, làm sao mà cái lòng này, cái phe từ này nó phải bám đúng vô cái 500 này, nó không được dư ra, nó không được thiếu vô, thì là cái motor mình sẽ hoạt động ok, không nóng ấm, hoạt động lâu là lâu thì nó mới nóng thôi đó, thì là đúng ha. Còn mà mới bóc mấy cái mà nóng là thông thường là anh em bỏ đi bật đạn nè, bỏ đi cái lồng đèn này nọ, chỉ cần nó nhô lên một tí hoặc là nó đẩy qua bên kia một tí thôi, cái phe từ này lòi ra khỏi 500 một tí thôi là cũng tạo cho cái máy nóng và chạy rất là yếu ha. Đó nên em cẩn thận mấy cái vụ này, mấy cái trường hợp này. Và bây giờ Hiếu sẽ coi nó có bị nổ gì không, Hiếu sẽ đánh lại cái rotor này cho nó tiếp xúc tốt ha, và làm cho ổ than này nó trơn tru. Rồi bây giờ cùng chờ đợi Hiếu, rồi Hiếu sẽ đắp máy lại, Hiếu sẽ test cho anh em xem ha. Rồi và sau khi đã Hiếu đã đáp hoàn thiện này ha, không dư một cái linh kiện nào ha, thì sẽ đo pin cho anh em xem. Rồi nó lên được 26.87 anh em ha, 26.87 sạc pin á, pin pin á anh em. Mình sẽ bỏ máy vô test ha. Nói chung là mình làm cái than nó ok rồi thì mình không cần phải lo lắng gì nữa ha. Đó. Ok anh em ha. Hiếu sẽ test thử cắt một đường xem sao ha, để đợi Hiếu tí xíu ha. Rồi bây giờ nó sẽ cắt thử ha. Một nhát, rồi ok anh em ha. Rồi chúc anh em thành công ha. Video của Hiếu hôm nay xin kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.